chúng tôi hẹn gặp Thượng tá Nguyễn Văn Cung, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vào những ngày cuối năm, khi mà chuyên án cướp tài sản, giết người, hiếp dâm đã được làm rõ. Điều khiến chúng tôi thật sự ấn tượng về đồng chí là sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm, lúc nào cũng có mặt ở tuyến đầu khi sự việc xảy ra cho đến hồi kết. Bản thân tôi từ khi ngồi trên cái hiện trường đã xác định rằng ngành công an, vào ngành công an sẽ thực hiện được những ước mơ, những hoài bão của mình với là người để cống hiến cho xã hội. Xác định rõ ràng là cái mục tiêu, cái lý tưởng, cái mục đích phấn đấu của mình và chỉ cống hiến cho nghề nghiệp. Do vậy là để hoàn thành được nhiệm vụ được giao, dứt khoát rằng sẽ ảnh hưởng đến những cái cuộc sống riêng tư và của toàn gia đình. Tôi tin chắc rằng những người thân thương của mình, vợ mình, những người thân thương của mình, những người bạn bè, bà con của mình sẽ xác định được rằng là công việc của mình là như thế và họ sẽ ủng hộ mình hết mình. Với vai trò lãnh đạo, phụ trách lực lượng trinh sát, điều tra án xâm phạm sở hữu và kinh qua nhiều vị trí công tác khác, Thượng tá Cung cùng đồng đội lập nhiều thành tích xuất sắc. Rõ nhất là giai đoạn từ năm 2010 đến nay, đồng chí cùng tập thể lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự điều tra, khám phá thành công nhiều chuyên án, vụ án đặc biệt nghiêm trọng và tổ chức thực hiện trinh sát, quản lý tốt địa bàn, quản lý chặt chẽ, vô hiệu hóa các nhóm tội phạm hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản. Hay mới đây, hàng loạt các vụ trọng án đã được lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố nhanh chóng điều tra làm rõ, góp phần quan trọng vào việc xây dựng thành phố Đà Nẵng yên bình, đáng sống. Trong công tác lãnh đạo chỉ huy, đồng chí Cung rất là nhiệt tình, sông sáo và rất là thể hiện tinh thần đấu tranh tấn công tội phạm quyết liệt. Trong công tác phòng chống tội phạm và trong công tác xây dựng lực lượng thì đồng chí luôn quan tâm, gần gũi với đồng chí đồng đội và giờ hướng dẫn tận tình, chỉ đạo các đồng chí trẻ trong đơn vị để có chiều hướng phấn đấu. Gần 30 năm công tác trong lực lượng cảnh sát hình sự, đồng chí có nhiều kinh nghiệm trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Với đồng chí Nguyễn Văn Cung, mỗi vụ án là một bài học thực tiễn, trang bị thêm cho cán bộ chiến sĩ những kinh nghiệm quý báu trong hoạt động nghiệp vụ. Với kinh nghiệm thực tiễn của tôi trong suốt thời gian công tác, thì tôi tin rằng những thế hệ trẻ được đào tạo bài bản ở trường lớp thì khi ra trường sẽ vận dụng những lý luận đó vào thực tiễn, thì và thêm vào đó có bản lĩnh và tinh thần nhiệt huyết. Thì tôi cho dù cả đối tượng hình sự có manh nha xảo quyệt đến đâu thì với thế hệ trẻ, với nhiệt huyết của mình thì sẽ đảm đương được mọi trận tuyến và sẽ làm tốt nữa công tác trên lĩnh vực phòng chống tội phạm. Được nhiều lần sát cánh với Thượng tá Nguyễn Văn Cung cùng đồng đội của mình trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm, chúng tôi mới thấm thía hết những vất vả cũng như mồ hôi công sức của đồng chí cùng lực lượng hình sự bỏ ra khi tiếp nhận và điều tra khám phá từng vụ án. Với tình yêu nghề ấy, người phó chỉ huy này từng ngày truyền sự say mê, nhiệt huyết đến với đồng nghiệp của mình, để cả đơn vị trở thành một tập thể đoàn kết, liên tiếp lập công, xứng đáng với danh hiệu đơn vị anh hùng.